À, chết tiệt, đĩa bàn của mình bị gì thế này? Không kịp, tí nữa thì mất mạng rồi. Nhưng ở đây là ở đâu vậy? Giết, ăn thịt. Ồ, có tiếng động gì vậy? À, sao nhiều người thế này? Khoan, không phải là người bình thường, mà là một lũ zombie. Chết tiệt, tránh xa ta ra. Cứu tôi với, mẹ kiếp, có kẻ di chuyển ra từ khu rừng zombie kia. Mau, tấn công, giết chết hắn đi. Gì nữa thế này? Hả, là những cái cây bông hoa biết tấn công hay sao? Làm ơn dừng lại đi. Tôi không phải là lũ zombie đó đâu. Tôi bị lạc, tôi chỉ muốn tìm đường rời khỏi đây mà thôi. Hả, có thật không? Nhưng rốt cuộc, ngươi là ai? Tại sao lại lạc vào nơi này? Tôi là quái vật Slam Zunomaly. Tôi được thủ lĩnh của mình giao nhiệm vụ bay tới phía Tây để bảo vệ một số động vật. Nhưng thật không ngờ, trên đường đĩa bay của tôi bị trục chặt, nó nổ tung, tôi rớt xuống đây. Làm ơn, đừng tấn công tôi nữa. Hãy cho tôi biết chỗ nào có bộ đàm để tôi gửi tín hiệu cho đồng đội tôi tới đây cứu tôi với. Thì ra là vậy. Được rồi, ngươi vào bên trong đi, tìm chúa tể của chúng ta, ông ấy sẽ giúp ngươi. À, được, tôi biết rồi. Đói quá, con mồi của bọn ta, sao các ngươi lại giành nó, trả lại cho bọn ta. Cánh mồm mà chết đi, lũ xác sống đáng ghét. Các ngươi to gan dám tiến vào lãnh thổ của loài cây chúng ta, các ngươi sẽ phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Này, chúa tể các loài thực vật ơi, ông đang ở đâu? Làm ơn giúp đỡ tôi đi. Hả? Gì thế này? Sao đông quá vậy? Chết tiệt, bọn ta mới là người hỏi ngươi câu đó. Rốt cuộc ngươi là kẻ lạ mặt nào đây? Tại sao ngươi có thể vượt qua được hàng rào các chiến binh hoa của bọn ta? Tôi là quái vật Slam Zunomaly. Tôi bị lạc. Hả? Gì vậy? Sao các ngươi lại tấn công tôi? Tôi chưa kịp giải thích mà. Ngươi không cần phải giải thích, tốn thời gian. Thứ xấu xí như ngươi chắc chắn sẽ không tốt lành gì. Ngươi còn to gan tiến vào trung tâm của loài thực vật bọn ta thì chắc chắn ngươi chỉ có con đường chết. Bọn tấn công tiêu diệt hắn đi. Khốn kiếp, lũ cây cỏ ở đây. Các ngươi chẳng nói lý lẽ gì cả. Được rồi, các ngươi thích tấn công à? Vậy ta sẽ tấn công luôn các ngươi. Mẹ kiếp, thứ này thật sự rất nguy hiểm. Anh em cẩn thận, mau, chiến thần phòng thủ. Lũ đáng ghét, tại các ngươi ép ta mà thôi. Nào, tất cả mau dừng tay lại đi. Cậu ta không phải người xấu đâu. À, đúng vậy. Tôi tới đây, không phải để hại ai cả. Tôi chỉ bị lạc. Tôi muốn nhờ mấy người tìm giúp cho tôi một cái bộ đàm để tôi liên hệ với lại đồng đội của tôi mà thôi. Bộ đàm à? Nhưng thứ đó là gì? Tôi chưa bao giờ nghe tới. Cái gì? Thứ đó mà các người cũng không biết à? Nó là một thiết bị phát sóng. Nó phát ra những tần số sóng âm thanh chứa tất cả những thông tin mà chúng ta muốn gửi cho người nhận nghe thấy. Hả? Đó là thiết bị của loài người tạo ra mà. Được rồi, hãy mau theo ta. Ta sẽ dẫn người tới chúa tể của loài thực vật bọn ta. Có lẽ ông ấy sẽ giúp được ngươi. À, hay quá. Cảm ơn cậu. Ho lo kèn màu vàng kia. Nhanh chân lên đi, quái vật Slam. Chúng ta tới nơi rồi nè. Tôi biết rồi. À, đây là căn cứ lãnh đạo của loài hoa thực vật hay sao? Trong các chiến binh ở đây thật là mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc các người là loài hoa gì? Sao có thể di chuyển, nói chuyện, thậm chí còn biết tấn công loài zombie nữa? Một câu hỏi thật là thú vị. Đúng vậy, bọn ta không phải là những thực vật thông thường, mà bọn ta là những bông hoa cây cỏ đột biến do chính loài người tạo ra. À, là loài người à? Nhưng nãy giờ ta nghe các ngươi nhắc nhiều về họ. Rốt cuộc họ ở đâu? Sao ta chẳng thấy họ? Họ đã biến thành zombie xác sống hết rồi. Cái gì? Không lẽ cái lũ xác sống hồi nãy chính là bọn con người? Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Hai,
Trước đây ở thế giới này, con người là chúa tể. Nhưng xuất hiện một thứ bệnh dịch sát sống. Những người còn tỉnh táo bắt đầu nghiên cứu, chế tạo ra chúng tôi để chống lại những người đã biến thành zombie. Dần dần loài người đã biến hết thành zombie. Chúng tôi phải chống lại họ và tự thành lập căn cứ riêng, địa đạo riêng cho mình. Thì ra là như vậy. À đúng rồi, tí nữa thì quên mất. Tôi tới đây là nhờ các ngươi giúp đỡ tôi tìm một thiết bị bồ đàm phát sóng âm thanh để tôi có thể gọi cho đồng đội của mình. Bồ đàm à? Ta biết thứ đó. Thứ đó hiện tại đang ở thành phố của loài người. Nhưng nơi đó lại chính là căn cứ của lũ zombie sát sống. À, tôi không sợ đâu. Một mình tôi sẽ liều mạng tới đó tìm thiết bị bồ đàm. Hời, bọn chúng rất đông. Dù cậu có mạnh tới mấy, cũng không thể nào chống lại số lượng của bọn chúng. Được rồi, thế thì tôi sẽ cho cậu mượn một số lượng chiến binh thực vật của tôi đi cùng với cậu. Là lũ zombie sát sống kia. Mau tiến lên nào anh em cây cối. Sang bằng bọn chúng. Chúng ta sẵn tiện mở rộng bờ cõi của mình. Lũ thực vật cây cối, hôm nay chúng mày đến đây nộp mạng làm thức ăn cho bọn tao à. Tiến lên xé xác bọn chúng đi. Tất cả cây cối chú ý. Tất cả cây cối chú ý. Mau nhanh chóng bày chiến thuật chống lại lũ bánh tròn zombie này. Không được cho bất cứ con nào trốn thoát. Hãy tiến gần lực lượng của chúng ta. Nào quay vật xem. Cậu có nghe chúng tôi nói không? Hãy tìm đường tiến thẳng vào trung tâm trước đi. Tôi biết rồi. Trời đất ơi, cảnh tượng này không khác gì một cuộc chiến tranh cả. Được rồi, mình phải nhanh chân lên nào. Phải tiến tới thành phố zombie, tìm bằng được thiết bị bồ đàm ngay lập tức. Tiến lên nào các cây cỏ. Giết hết bọn chúng. Tiến thẳng vào thành phố. Hôm nay chúng ta quyết chiếm lấy thành phố của bọn chúng luôn. Cuối cùng cũng tới được thành phố của loài người. Thành phố zombie rồi. Chết tiệt, ở nơi đây đúng thật sự có rất nhiều người đã biến thành xác sống. Vậy thì mình gặp tên nào hủy diệt luôn tên đó. Đói quá. Có mùi đồ ăn, có mùi thịt. Lại đây, cho ta cắn miếng. Được rồi, xử lý xong bọn ở bên ngoài, nhanh chóng vào bên trong thôi. Thằng ơi, thấy có mùi lạ, mùi thơm quá. Đói quá. Đằng kia có thứ gì đó nhúc nhích. Ta muốn ăn, ta muốn xé xác thứ đó. Chết đi. Lũ khốn kiếp, lũ bắn thiểu, lũ đầy dịch bệnh này. Mẹ kiếp. Hả? Kẻ nào to gan dám đến thành phố của ta, giết chết thuộc hạ của ta thế này. Chết đi. Một con chúa tể zombie khổng lồ à. Không thể tin được. Chúng mày bất ngờ lắm phải không? Mày không phải là một thực vật. Mày là thứ kinh tởm xấu xí gì thế này? Ta không phải là thứ kinh tởm xấu xí. Mà ta là quái vật Slam Zunomaly. Ta tới đây là để tìm kiếm thiết bị bồ đàm, sẵn tiện đánh bại lũ khốn kiếp zombie các ngươi. Đây, quái vật Slam. Chúng tôi tới đây giúp cậu đây. Hả? Là ho lo kèn vang. Cậu không lãnh đạo đội quân của mình à? Đội quân của chúng ta giành chiến thắng rồi. Họ đang trên đường đi tới thành phố này. Tôi và các chiến binh siêu cấp đến đây giúp đỡ cậu chứ. Cái gì? Lũ thực vật đã đánh bại đội quân của ta rồi à? Thật đáng ghét. Ta sẽ nghiền nát các ngươi tại đây. Nào, các cậu sẵn sàng tấn công vào hắn nào. Quái vật Slam Zunomaly, mau tiến gần thứ đó đi. Thứ đó không phải là một con zombie thật sự. Nó chỉ là một con máy khổng lồ mà do lũ zombie chế tạo ra mà thôi. Cái gì chứ? Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tìm cách nhảy lên trên, phá hủy hệ thống điều khiển của nó. Chắc chắn nó sẽ bị trục trặc và nó sẽ không còn hoạt động nữa. Chúng tôi sẽ yểm trợ cậu từ bên dưới. Nào các cậu, tấn công vào lũ zombie nhỏ để quái vật Slim bắt đầu hành động. Chết tiệt, làm sao để nhảy lên đây? Mình phải cố gắng thôi. Chết đi, tình khốn, tình zombie khốn.
gì thế này? Mày kia, mau xuống, xuống khỏi người của ta. Làm lại lần nữa nào. Chết đi, chết đi. Ta sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống điều khiển, hệ thống điện của ngươi, để ngươi không còn hoạt động được nữa. Hay lắm, hay lắm, quái vật Slam. Cố lên, cố lên, cậu sẽ làm được. Chết đi, cơ thể của ta, cơ thể của ta sao không cử động được thế này? Không, không, lũ đạn gạt đây, lũ đạn gạt đây. Cuối cùng tôi đã làm được rồi. Mọi người, hãy bảo trọng. Tôi đi tìm thiết bị bộ đàm, rồi liên hệ với đồng đội của tôi. Sau đó tôi sẽ quay về nhà của mình luôn đây.